quá. Đây là chung là gọi là ngắn nha. Rồi, đây. Thả đi, ra tí nữa đi. Cho mớ. Thích nhờ. Luôn. Đấy thì có khách. Ờ, nhưng mà sắp xong rồi đâu không? Này du hào. Ơi. Vợ đánh răng rửa mặt chưa? Em đánh răng rồi, anh làm gì rồi? Hả? Đang pha sữa cho vợ uống đi. Thơm quá. Em đi buộc tóc đã. Trong thùng sữa. Chồng ơi, uống nó không em? Thôi, chúng ta uống nó đi. Tí nữa chồng uống xong. Sắp chín rồi. Sắp chín rồi đây. Có mấy quả này nó bị sát này. Mà ăn đi. Ăn đấy, quả đẹp. Ăn quả đấy. Quả này đẹp đi. Ôi, ngon đấy. Trứng gà ta. Ngon quá. Nóng đỏ. Ngon nhỉ? Bá ngâm nhỉ? Quả này xấu như nhiều nóng đỏ không? Của em cũng ngon mà. Anh ăn đi. Trong tí còn có sức lòng. Chồng gọi nhà người xuống chợ xuống đợi.
mệt ở nhà nghỉ đi đâu. Cái này cho thêm vào thôi. Hai bác xem là hộ tí xem. Cho nuôi xuống dưới đi, cho nuôi xuống dưới đi. Chỉ nó cây polo che. Tí phải ngập cái chân không? Không. Đó, cái nó đỏ. Chưa vậy. Tí nữa chỗ này là phải làm thêm đoạn nó nối vào. Cố tốc mạnh lên đi. Nối đi, nối đi, mạnh đi. Rồi. Dưới này như thế này ok rồi. Nặng
tí nữa trèo lên làm cho một tấm đọc chìa dây nữa thì cũng mà làm thêm tấm trên cùng ấy đè lên. Rồi lấy cái này nhá. Rồi, tiếp cái này đi. Anh lấy cái này thôi coi. Được rồi. Rồi nâng lên. Nó kích lên thôi. Thay cây này nó gánh nó khỏe hơn cây, lấy chiếc cây to một tí cho vào đây. Ờ, lấy cây à. Đầu lấy cái đoạn gốc kìa, cắt đoạn gốc đi cậu đấy, cậu ra đo cái cắt đoạn gốc cho đầu trước ấy, thì cái này mới chống vào đây đã, không mới cho cái được không? Quay. Đấy. Này mới đẩy cái này. Hai cái nữa. Còn dây thôi. Kìm sang cắt. Kim bên đây. Nước đun nước cái tí nữa cho mấy anh em cũng. Đây này để đây vẫn được mà, coi nhiều. Coi chắc rồi. Nhìn. Như
Nhưng đến này nó mới thẳng, vừa nãy là bị bóng. Dịch cây kia sang một bên á, cho cây này chèn vào á, nhở? Rồi dịch cây này sang bên này, à cây nhân nữa. Cái cây cây không cần đâu. Đây đây. Đó. Đấy. Rồi hạ xuống. Hạ nha. Từ từ cho Trang tí nữa. Chưa được. Nó cắt xuống được đấy. Nó mới lọt vào khe. Đấy. Cậu cứ để nguyên thế thôi. Kìa, nó vẫn vào cái này, nếu nó sập xuống nó đỡ cái này thôi. Kệ nó thôi. Cứ để thế, buộc vào. Đây là những cái này, bút đầu kia. Đây, bút rồi. Căng quá không? Không căng không? Làm thế rồi. Cái này đẩy sang bên kia một tí. Thấy thật đang đóng làm tí sao sang. Đóng bằng 50 phân thôi. Một nửa tấm này. Một tấm cho nó trồng nâu. Cậu ơi, 38. Ủa ơi. Đó đùi ra. Đó hai đoạn trước. Kéo xuống đi. Rồi. Nhiều quá. Được nên 1-2 phân nữa. Vừa không? Xuống đi. Được rồi. Được rồi. Nào, cho vào. Đấy. Thế được rồi đấy. Chồng chị sau.
chắc chắn luôn nhỉ. Nhìn đẹp đấy ngay có gì. Ấy đang nấu cơm bên ngoài cơm các bác nhá. Ai cha? Xin chào nhá. Chào bác nhá. Chào gia đình. Ôi dồi, đẹp không? Bác thấy trồng rau mô hình các thứ đẹp không? Đẹp, tuyệt vời. Trồng rau tốt lắm. Rau mía chuối chiếc. Vâng. Đấy, mời các bác vòng nước. Phát triển, cố gắng phát triển. Vâng. Rồi, mất nhiều thời gian lắm. Cơm nhá. Vâng, em chuẩn bị nấu bây giờ đấy. Mời các bác. Vâng ạ. Cắt đầu đinh đi. Đầu đinh đắp. Cắt đinh nó đóng nhiều. Vậy bây giờ tao bảo mày một cái đặt lên mai. Đặt lên trên thôi. Đặt lên trên thôi mà. Lên trên mà. Lấy gạch đặt rồi, chả cần phải đóng đâu. Có mày đóng xiên qua hai cái được mà. Cứ cho nửa tấm lên trong cái máy. Nếu không thì đút 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 mà. Đút đút mà. Tấm đập cũ họ trở vào đây họ cho. Ôi trời. Tốt quá. Tốt quá. Ôi. Nó mục quá. Chết. Đổ vào đâu á? Ừ. Nó mục quá. Này bỏ. Tấm đập cũ nó xấu quá thế. Awesome. Hold on.
lên lấy một đánh vào. Thịt nhờ. Trời, to đấy luôn. Lấy thịt của khách. Bỏ ra được. Ừ. Bỏ ra nhờ. Cây đủ nó.
xem múi một cái nước đây. Đúng rồi đấy. Cắt đi cho mưa nó khỏi bục vào. Nó để trồng cái xuồng to tâm này rút mẹ ra đi cho tâm mới vào đi, nó còn liên quan cái trên nữa cậu à, đúng rồi. Tình riêng nữa thôi, từ đây nhé. Từ đây rồi nó mới vào muối như thế này. Thank you.
không đúng múi ấy. Không đúng múi ấy. Đây không đúng múi. Đúng múi sang một nhánh nữa. À, lấy sang đây. Đấy. Sắp xong chưa chồng ơi? Lấy quả củ xua con. Hòn thế, thơm quá. Ra chèo núi này lên chú ạ.
anh trèo lên, anh chú trèo lên. Anh trèo lên. Anh chú ấy tay anh đóng nó hơi khó. Cẩn thận nha, không có ngã nhá. Đã vợ con mất nhờ nhá. em dám vào cái xà này nhá. Chắc ăn. Người to nữa. Cái cây này từ từ. Cái ván đi. Cái tre này thôi. Đấy, đúng rồi, đây. Ôi, chéo với cái này phải xuống 5 phân nữa. Cái này nó chéo chéo xuống dưới. Chúng có đóng lùi xuống một tí nữa được. Lùi xuống được tí nữa, 5 phân nữa. Rồi, đóng đi. Có đóng ngang cái vườn nữa được. Thôi, cũng xuống 5 phân nữa, xuống 3 phân nữa. Đúng không? Ừ. Cái này nó hơi tưởng sang bên này. Rồi. Xuống 10 phân nhá. Để xuống chưa? Ờ, bên này cây nó lại đặt như thế. Thế mà cũng tao thịt treo rồi đấy. Ừ. Còn hai nữa. Tay em ơi, nhìn cơm thôi nhỉ. Nhìn cơm nước thôi. Nấu xong thì đi xong. À, thịt treo à? Thịt treo dữ. Ngon đấy nhỉ. Nhiều lắm. Chiều hắn bột vàng nhỉ. Vâng. Đóng vào cái chuồng lợn cho đi. Vâng. Đấy, tiếp tế làm đóng luôn. Cho đóng ngon lành luôn. Thôi, đóng rồi, chưa rồi.
Làm nẹp vào chôn cọc xong rồi nẹp vào tấm đập đứng lên nhờ. Cả 1m6 à, đúng không cậu? Phát nếm mà chúng chưa chắc đủ không ấy. Chồng ơi ôi à, vào thử hộ em thịt kho nhiều chưa? Làm này ăn nắm thịt thế đây khách sang đấy. Thịt kho xua hả? Ôi ngon thế. Thơm không? Ngon đấy. Ăn này nâu chết lắm. Ăn ngon này nâu chết lắm. Su hào nhà mình ngon nhờ. Còn đấy, hai củ mà đây nồi rồi, củ to thế. Nè, đã tốt. Anh ơi, sắp cơm đi, em xong rồi. Xua ngon thế. Chồng ơi, ôi. Bê lên đồ em với. Ừ. Xong rồi đấy. Này. Bên này. Bên luôn à? Ừ. Ôi, chuẩn bị ăn cơm các bác nhỉ. Có món thịt treo. Ngon quá. Còn đợi rau nữa là xong nhỉ. Sắp xong rau chưa cậu? Thôi đợi một tí. Cơm hương muộn quá, đói quá. Chín khẩu ấy. Ăn cơm đi. Cô bỏ ra mấy hôm ấy. Thôi để luôn được. Để luôn thôi. Mời ba này ăn cơm đi. Chú đi. Ăn cơm. Đây vào dưới cơm đi. Món này món thịt treo các bếp ấy. Này Su Hào nhà chồng. Ngon đấy. Món thịt treo là ngon. Thịt treo là ngon mà. Hôm nay không có tìm được măng xào thịt chiên đấy ngon. Đấy, cậu ăn đi. Ăn cơm nhé. Thịt chiên ngon đấy. Su Hào. Quen rồi. Ừ, Su Hào ngon lắm. Su Hào chắc nhiều lắm rồi á. Cơm, ăn cơm nhé. Cơm ạ. Hai bác các bạn tự nhiên nhé.